Thì cơ báo cáo các bác nhé, bây giờ là lúc khoảng lúc 8 giờ sáng. Vợ chồng em Thao là đang vào để cho chim ăn và nhặt trứng. Đấy. Thì ở đây thì em lên sóng cho anh em một đôi dòng chân đỏ phấn hồng. Đấy. Đôi này là em ghép được và đã phủ nhau. Có hình cường. Chim thì con trống là con đực được đeo đánh dấu vòng riêng. Đây. Con đực là đeo cái vòng xanh ở chân, nó gọi là vòng xanh, xanh lá. Đấy anh em. Còn con mái là con kia. Con mái thì nghe vẻ nó hiền, cái mặt nó ngắn hơn. Đấy, anh em nhìn cho nó rõ. Em thì cái đôi này thì em báo giá luôn là thay vì 1,5 triệu thì em để cho anh em 1,2 triệu nhá, bao ship thoải mái luôn. Đấy, bao ship miền Bắc. Đấy, khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung. Thì những cái đôi như này thì anh em về là có thể là có cái lồng AV. Đấy, anh em có thể là khai thác luôn thành chim bố mẹ. Đấy. Còn về cái giọng thì em bao cho anh em là giọng thổ nhá. Đấy, giọng thổ nó cũng bám bám đồng một chút thôi. Tất nhiên nếu như mà giọng đồng nhiều thì nó sẽ phải giá cao hơn. Nhưng mà vì những cái đôi này là nó là giọng thổ. Tất nhiên là anh em chơi nó cũng rất là ok rồi. Đấy, đây là con mái nhá anh em nhá. Con mái này nó đã chịu con này phủ rồi. Đây, con này là con trống này. Anh em nhá. Đó. Thế thì clip này em gọi là clip mã số 30A. Mã số 30A của thứ tư ngày 30 tháng 8. Đấy. Anh em đây. Đó, nó quấn quýnh nhau chưa? Đây. Con chim nó đạt đến mức độ là thuần thục. Đấy, con chim mái nó đẹp như thế này. Đấy. Con chim mái này bình thường nó cũng đã là. Đấy, con chim trống này anh em nhìn thấy chưa? Con chim trống mắt nó đỏ hơn. Đấy, trông nó hay ngon, nó nháy nháy hơn. Đấy là theo kinh nghiệm là anh em nhìn thấy con chim trống bao giờ cái khóe mắt của nó đều có cái vết đen kẻ thẳng từ mắt ra mỏ rất là sắc nét. Đấy, con chim trống nhìn ra có vẻ như nó cái động thái khi nó bay, nó truyền, nó bậu, nó rất là nhanh nhẹn. Con chim mái thấy chưa? Con chim mái nó toàn đi bộ thôi mà ít khi nó ngẩng đầu lắm. Cái đầu nó tròn hơn một chút. Đây là con chim mái này. Đấy, con chim mái này. Đấy. Chim mái này thì ưu điểm của nó là phấn hồng đẹp, chân đỏ, có huỳnh cường. Đấy. Đấy. Đôi này 1,2 triệu mà anh em nào đang cần nuôi chim sinh sản thì tiết kiệm được 1 năm nuôi. Đấy. Với những cái đôi như này này cách đây khoảng tầm 2 năm là em có thể bán cho anh em tầm 2,5 triệu rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ thực tế là nhà em thì cũng nuôi được nhiều. Trang trại thì nuôi ra được. Đấy, nói chung là cũng mọi cái lĩnh vực nó đều có cái sự chuyển động một cách từ từ. Thì em cũng biết mình biết ta và cũng chia lại cho anh em nuôi bớt, nuôi đỡ. Tất nhiên là nó cũng là cái sản phẩm rất là đáng để chúng ta sử dụng. Đấy, thì các bác biết là một con chim đực như thế này. Đấy, một con chim đực như thế này. Đấy, nó là con giọng thổ. Đấy, giọng thổ. Đây anh em nhé. Một con chim đực như thế này giọng thổ. Thì anh em biết là nó đã bấy nhiêu tiền rồi. Đấy. Đấy là theo cái giá thị trường. Nhưng còn ngoài ra thì đây em lại ghép sẵn cho anh em rồi. Đây là con mái rất là bầu bĩnh. Thế thì đôi này là em đặt tên là 30A. Em để cho anh em là 1,2 triệu. Bao ship đăng lúc 8 giờ ngày thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023. Đấy, anh em liên hệ cho vợ chồng nhà em Thao là 033 5305 982 và 037 589 7487. Riêng con chim đực không này là các bác đã lên lồng các bác chơi là với cái giá 1,2 triệu rồi. Còn con chim mái này gần như là em bán kèm để hướng đến cho anh em nào thích có cái lồng rộng rộng, vừa nghe con chim đực nó gù và vừa lâu lâu nó lại sinh sản, nó bẻ ra được một đôi nhúc nhích ở trong ổ. Cuộc sống nó rất là ý nghĩa, phong thủy và yên bình. Đấy. Thì các bác có thể thấy là con chim đực của nó rất là đẹp. Đây con chim đực tướng tá rất là đẹp luôn. Quay cho anh em rất là rõ ràng. Giá cả thì minh mạch và chim thì có nó đã bắt cặp rồi. Đây con chim mái. Theo em đánh giá là con chim mái này nó còn đẹp hơn con chim đực. Đấy, nhưng mà vì con chim đực này nó cũng là con chim xứng tầm. Đấy, đều có cái lớp vàng vàng ở cườm và đấy anh em nào đã từng nuôi chim thì biết rồi. Đấy. Nuôi hơn 1 năm rồi, con chim giọng thổ
và bắt cặp báo đôi như thế này để cho anh em 1,2 triệu, là cái thời điểm này là em cũng gần như là cũng nói thật là cũng mới lấy cái xe, đâm ra cũng muốn chia chác cho anh em nuôi đỡ trong những cái thời điểm này. Đấy, để anh em còn nhớ đến kênh, anh em còn xem kênh, bởi vì mình chia lại cho anh em nó rất là hợp lý với cái chất lượng như thế này. Các bác nhé, đây con chim mái này. Đấy, đấy nó đã bắt cặp nhau rồi anh em, con chim trống này, đó. Mà nói rõ luôn là không có lỗi tật gì nhá, không ngoái ngửa, không lộn cầu hay là không nổi móng gì cả. Đó, anh em thấy chưa? Rất ok luôn. Rất uy tín luôn, đó. Đây con mái này rất là thuần thục, con mái này nó thuần lắm. Đấy, mái này cực kỳ thuần luôn. Mái này là em bón được từ nhỏ rồi, anh em về ghép với con trống khác thì ghép, con trống này cho lên lồng chơi cũng không sao cả. Ok, em xin tạm dừng video tại đây để em cho chim uống nước thêm một chút nữa. Sáng ra là vợ là cho chim ăn, chồng là đi vặn một hôi thế này. Chỗ này thì hai đôi âm của em chưa lên video được, vì hai đôi này là nó dòng để lại. Đấy, hai đôi đánh dấu. Đấy, tại vì nó chưa sinh sản nên ra là chỉ để tạm cho góc đấy thôi. Đấy, các bác đấy. Ở nhà em nuôi chim thì các bác biết nó nắng như thế này. Đấy, con chim nó gáy như thế này đấy. Anh em nào đã từng nuôi chim thì biết, riêng chim nó mà đã hong nắng thì chim cực kỳ khỏe mạnh. Đấy, chim gáy giọng thổ anh em. Đấy, đây là con mái nhá, đang gáy gọi. Đấy, con mái đây, con mái vừa gáy đây. Mái này vừa gáy xong anh em. Mái này là con mái rất là giọng thổ đây. Con mái đây, đây con mái. Con mái này đeo hai vòng trắng anh em. Em quay cho anh em để anh em nhìn cho nó rõ nhé. Đấy, đây con mái này. Đấy, mái to luôn. Hai vòng trắng luôn. Đấy, hai bên. Đấy, rất là ok luôn. Rất uy tín luôn. Đấy. Đấy, con mái đây nhá. Đấy, anh em thấy rõ chưa? Đấy, con mái này thì nó đẹp, nó to đấy. Đấy. Đấy, rất là ok luôn đó. Con mái này em chia lại cho anh em là 600k nhá, bởi vì nó là con mái bộ đại, nên ra em lấy thêm cho anh em 100 để cho anh em biết là rất là ok luôn. Anh em xem anh em chốt luôn. Đấy, chung này của em là em bán mất một con trống rồi, nó để lại hai con mái để chờ trống ghép anh em nhé. Rất là ok luôn.